Hạnh đi đâu sáng sớm vậy, sao đây rồi? Thái ơi, mặc đồ đẹp quá ta. Mũ này chị còn lạnh tai lắm. Mấy Hạnh mới sắm à? Hạnh kia. Mới sắm áo này cho anh đi núi à? Ở đây. Đi vào đây con không chào chú Hải à? Ôi đâu Hạnh nhá. Ủa sao bạn ấy bán hàng lại, sao bán nhiều đồ đấy hả? Dạ, bán lại hả? Dạ. Ôi trời ơi, sau mấy tháng ở nhà chữa bệnh hôm nay bán lại đây. Dạ. Khỏe luôn chứ gì? Dạ. Trời ơi, đi càng nhót nhìn thấy vui quá. Chuẩn bị đi hả anh? Giờ chuẩn bị đi đấy. Dạ. Dạ đi ra về ăn Tết luôn với anh này, tiếng đi. Ủa, chắc đi phải 2-3 chuyến nữa chứ. 2-3 chuyến nữa hả? Ừ. Dạ. Chứ đi, lần này anh lên để phát quà. Phát quà. Dạ. Anh thấy đi đây. Dạ. Bây giờ đi đi xuống dẫn anh thấy đi Tết Covid đi. Dạ, Tết Covid. Ừ. Đây mà Tết mà dính cái thôi nhà nghe không? Mình lên Tết cho trên đấy bà con an toàn. Ừ. Mình đi lên Tết cho an toàn. Hiện tại thì trên đấy là không có ai bị hết. Cả gần như một huyện đấy là. Mới lại đâu có ai vào đâu. Không có ai vào được đâu mà dịch. Dạ anh em mình vào rồi. Nên có chuyện gì là khổ lắm. Mấy bữa anh thấy Hạnh có hát livestream bán hàng đấy ha. Dạ. Ủa anh cũng không có thời gian để anh xem nữa. Dạ em giờ hơi ba bữa cái em hát em livestream bữa đó anh. Hai ba bữa livestream hả? Dạ. Bữa nay bán hàng bữa nay thấy khỏe rồi bán hàng thấy từ từ rồi đây. Đỡ rồi. Đỡ rồi. Dạ. Mừng quá vậy. Dạ. Chỗ bé nó thỏ. Ủa Bảo đi học hả? Dạ. Phải học cả ngày anh, phải đi gửi cả ngày. Dạ. Để em coi mấy Hạnh bán gì ra để em chia sẻ cô bác nào mua giúp cho mấy Hạnh có tiền ăn Tết chứ. Dạ. Đây Hạnh này dầu cá hả? Dạ, nó vitamin A đó. Còn này là gì đây? Dầu hoa anh Thảo. Dầu hoa anh Thảo. Còn cái này là đẹp tóc, đẹp da, đẹp móng. Dạ. Trời ơi, tóc em có dùng cái nó không mà tóc cũng đẹp hết chứ. Có nha, em uống kìa. Em uống cái này uống cái này đây. Cái này hoàn organic anh ạ. Dạ. Với lại lái bánh bánh bán bên chị Di nè. Bánh em Tết đấy ha. Bánh chị Di bán một cái em lái về em bán cho khách ngon ăn ngon quá lái về bán. Các loại hạt ngũ cấp ngũ đồ anh nè. Làm bên các loại hạt. Cái này là mấy hộp. Cái này hồ một xét đi là 4 hộp là 600.000 anh. Ừ. Dạ, một hộp một xét 4 hộp. Ủa mà chị Di bán này nè. Ủa mà sao anh không thấy ta? Ở nhà chắc anh nhà anh không chú ý quá. Em thấy chị Di đưa ăn ngon quá em lái về em bán. Dạ. Bán ăn thấy ngon quá bán. Đi miết không có ở nhà nên là không. Ủa có cái hộp này luôn nữa đó hả? Dạ để làm quà tặng người. Bánh đây bánh này là các loại hạt, hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt đồ trong này ngon lắm anh. Dạ. Bánh kẹo bánh cũng bán Tết đây hả? Dạ sô cô la rồi đó bác. Dạ. Còn cái này nữa hả? Cái này là gì đây? Bột organic đó anh. Còn một hũ đó chị dây dạng hũ còn hũ. Đó hả? Dạ. Được vậy. Ráng đi bán rồi khỏe bán rồi có tiền. Còn cái này là gì đây? Dạ đây là dầu gội hòa thủ ô anh. Dầu gội này thảo dược gội rất là tốt luôn. Nên em lái về em bán. Dạ cái dầu gội này gội đỡ rụng tóc, đỡ gào, đỡ đùa. Còn gì hãy cứu à. Anh giới thiệu mà đứng như thế này sao rồi anh biết được. Dạ. Đừng có tăng dưới còn tăng tay sao đứng. Ôi túi sách nữa hả? Trời ơi túi sách nữa. Dạ túi sách nữa. Ôi túi sách này bán sao? Dạ túi sách nữa bên Mỹ con bé gửi về biểu bán đâu mà. Đó giá à. Cao quá. Giá cao có nhiều bán được à? Dạ. Đây giá này, túi sách này hàng xịn nhá chứ gì? Ủa mấy trăm đô rồi hả? Mà này sale còn mấy triệu đấy. Dạ. Còn mấy? 390 đô mà còn mấy triệu? 2 triệu à? 2 triệu. Còn bán ở 2 triệu tới à? Coi thử vợ mình được không cái này ta. Vợ ở nhà biết có đi đâu mà mua mang này đây.
Chuột này đẹp quá chứ hì. Cái này da bò da gì đó. Cá sấu à? Dạ. Biết da xịn lắm, biết cái da gì. À, để em coi cái da gì đây. Thấy mày mãi xịn. À, tên tuổi. Chuột để lắc. Lancôm này cũng đẹp lắm này. Cái hãng này, cái gì này giống như là thương hiệu gì đó cũng. Cô đó, cô cho cái tủ này. À, cho tủ này em. Dạ, có cái tủ này để em bỏ đồ em bán này. À. Dạ. Để em coi để đủ thứ món này. Cái này là gì đây? Cái này anh hả? Cái này để mình tinh dầu mình xong mũi xong đồ anh. À đó hả. Cái này mình đi đâu cái xịt vô anh hả này. À. Xịt vô khẩu bao vô khẩu trang khẩu đồ á. Bữa nay em bị cảm em dùng hai quá em lấy về em bán này. Cái này đổ nước sôi vô cái ống này xong cái nhỏ cái tinh dầu này vô đi. Cái bắt đầu mình hít. Mình hít hít được. Ôi thơm mày. Thơm cái mày. Đỡ cảm mình hả? Dạ. Bình này. Cái này mày bình đi. Bình này 125.000 anh. Ờ đó. Dạ. Mấy bữa em không mấy bữa hàng em về nhiều lắm mà em lao ngày em nghĩ ra mấy cô em livestream lên cái mấy cô thấy à, lao ngày bón là mấy cô ủng hộ cũng nhiều nên giờ họ cũng còn ít. À đó. Dạ. Mấy bữa nay em bán cũng cũng được đúng không? Cũng được. Dạ. Lâu quá rồi mà. Nghỉ có ngày 2 ngày họ bán này nghỉ 3-4 tháng rồi biết sao. À, với lại có anh có cô Hương ở bên Mỹ nè ha. Gửi cho anh 500.000. À, thì nói chung cô cũng gửi cho anh mua kẹo mua quà cho mấy cháu rồi cô gửi cho anh luôn đây. Với lại có cô có bà Sáu ở Sài Gòn á gửi cho em 200.000 ha. Dạ. Thì anh này anh chúng thì anh gửi luôn cho em nha. Lao lao anh hứa lên quay em lại có cô gửi tiền cho em. Với lại mấy cô này biết sao mua xăm rồi đó cái tiền cái là gửi luôn rồi đó. Dạ. Cảm ơn mấy cô rất là nhiều. À, em cũng ở nhà dưỡng bệnh cũng mới bán lại đây thôi. Anh mới nhận đây. Chứ cái bữa sau mà em bán hàng được á. Em tự kiếm tiền được á thì anh không có nhận nữa nghe. Thật sự em không muốn nhận đâu thật sự nhưng mà đôi khi em cũng thật sự bế tắc á cho nên được mấy cô thương yêu giúp thì em nhận nhưng mà nếu mà em khỏe lại em có thể là dùng sức của mình để bán hàng như thế mới gọi là nó ý nghĩa vui chứ còn bây giờ dịch bệnh khó khăn tràn lan mấy cô làm ra đồng tiền cũng rất khó khăn nhưng vì thấy thương em quá nên mấy cô cho tiền chia sẻ cho em nữa em cảm động lắm nhưng mà nếu bây giờ em bán được hàng thì em không nhận đâu thật mấy cô nếu mà mua hàng cho em là em cũng vui lắm rồi. Dạ. Anh thì anh chỉ chia sẻ để mà em có cô bác biết mua hàng ví dụ như không mua người ngoài thì có thể mua em ủng hộ em thôi. Thay vì mấy cô ủng hộ tiền thì mua hàng vừa có hàng dùng vừa ủng hộ cho em kiếm ít đà đồng lời rồi nuôi con rồi đấy thôi chứ còn nếu mà cho tiền em thì em lúc em nằm chỗ em không làm ra tiền thì mấy chú cho em thì em rất quý nhưng mà em khi em khỏe rồi em sẽ kiếm hàng đồ em bán. Dạ. Đó chứ à, đây 700.000 này ha. Dạ. Cô Hương ở bên Mỹ này. Cái này là người Việt cô chị ở gì? Chị gì Chiển này, hình như ai mà con của cô Chiển đó. Dạ. Với lại này là bà Sáu ở Sài Gòn ha. Dạ. À, thì bây giờ anh xuống đây chở anh Thái đi xét nghiệm thử. Dạ. Qua thử mấy bữa này ở nhà không biết có dính Covid không? Đây cũng đang bị rất là nhiều nên mà mình đi phát quà này nó mình cũng lo lắm. Thì bữa nay anh Tết anh cũng dự định đi lên đó 2-3 chuyến vậy đó. Chuyến đầu tiên nay thì hôm nay đi đây. Dạ. Ở nhà chăm sóc cho hai đứa con là được rồi đúng không? Dạ, em ở nhà lo cho nó đưa đấu một cô đi học rồi về nó ăn cho con bé rồi. Túi hai anh em chơi với nhau rồi em livestream bán được đơn nào thì bán. Dạ. Cũng mừng đó ha. Dạ. Cái này là gì đấy? Cái này là những ai mà nhuộm tóc á anh kìa, nhuộm tóc mẫn ra. Những tóc màu vàng mẫn ra lại cái tóc đen cái mình lấy cái này mình xịt lên là nó che đi là cái tóc là nó sẽ vàng lại. Của Mỹ á. Trời ơi trên cao này sao em thấy được rồi anh? Dạ. Có dù ai tới nhà thì sao bán đây? Có dầu xanh nữa anh, dầu xanh. Dầu xanh nữa hả? Ôi trời trời. Nó hử nó bà đứng nhìn em nó y kiểu mà. Không có lái tới đâu. Nó hử. Bán hàng mà gặp ai vậy? Ở nhà bà cô Bảo đứng ở đây nè. Bà đứng ở đây với cho à? Anh mua nhà bà với. Anh cũng vui thì. Không mà nhờ cái mạng online mà thấy bán được hàng thấy cũng vui cho anh thì.
chứ không có mạng online thì không biết sao bán hàng ấy, giờ đi ra chợ đi đâu sao bán nổi đúng không? Dạ. Thấy mừng thiệt cái chứ. Dạ. Cô chú bán anh được chị online cũng vui nữa, vừa lên livestream nói à. Chuyện với mấy cô. Có hát không? Mấy bữa đi cũng có hát chứ hả? Hát chứ. Đúng rồi. Bữa nào anh Thái hát bữa đi anh Thái hiện. Anh á. Anh hát chứ. Để tập đã. Ừ, anh nghe là em mới đi xét nghiệm về hả? Dạ, đi kiểm tra về á. À. Dạ, vừa rồi em xuống á, cái không giá chuyển tiếng hết hạn chứ. À. Cái bác sĩ kêu thôi kiểm tra lại, kiểm tra sơ lại cho em công thức máu với lại siêu âm cho em. Ừ. Thì xem là mấy tháng đi em về nhà có ổn không á. Ừ. Dạ, cái bác sĩ siêu âm thấy là không bị tổn thương ở ngoài cái gì hết. Ừ. Với lại kiểm tra cái công thức máy máu chỉ số ung thư á thì bác sĩ cho ổn. Ừ. Dạ nên em thấy cũng mừng anh ạ. Ừ. Dạ. Nói chung là rất là mừng. Dạ. Hôm nay em nhìn em thấy cũng tươi tỉnh hơn rất là nhiều đây. Dạ. Dạ, chắc cũng nhờ em cũng hợp thuốc của cô Hường. Ừ. Dạ. Thế em uống với lại em sẽ cố gắng uống kiên trì thuốc của cô. Ừ. Để qua năm đó, qua Tết rồi em đi kiểm tra lại xương với lại CT rồi. Ừ. Để có ổn không ăn cái gì. Ừ. Dạ. Với lại dạ thấy cũng mừng anh ạ. Ừ. Dạ. Ô, phải mừng lắm là do cho em rồi đó. Dạ. Tranh thủ thấy chồng lên đó là tối. Thôi là nhà nghe. Buồn đi nhá. Giờ nhà. Xuống anh còn bận mớ quà này nữa chứ. À, nhiều lắm. Mua hết quà rồi đó, mua xong. Rồi mua xong rồi. Dạ. Ừ. Kệ lên giúp cho mấy em mà trên nữa có quà ăn Tết cũng vui. Mấy em mừng. Trời hôm nay có quần áo ấm đẹp lắm. Cô Lan ở Đà Nẵng á. À. Kiểu bánh cô cũng có mua. Mà đồ mới không à? Mới tin. Ô ấm em nó làm rồi đẹp lắm. Xin thằng cô cái cho mấy đồ Tết đây. Ờ đó rồi. Thằng cô này nè. Thấy tội quá hôm nay mà thấy vợ nào lấy cho ít đồ mới. Cô này ít đồ này. Thằng cô này nè. À đấy nè. Ui trời cái tội quá thì không có quần mặc luôn này. Dân nó chân nó lất lẻ hết này. Thấy chưa? Chân nó rất trơn mà sao thấy giống giống anh thấy vậy trời. Đen đen bẩn bẩn phải không? Đâu đây của đứa bạn con bạn đồ mới không á, đồ mới tinh đồ Tết rồi đó. À. Xin nó đỡ tội, thấy tội quá. Không để cho đồ nít đắt tiền lắm đó em nghe. Đắt ngang ngửa hơn người lớn luôn á nghe, mày giỡn đâu. Đồ nít đắt lắm anh. Đồ nít là đắt hơn đồ người lớn rồi. Dạ. Mua quần riêng cho Sony mà đến 260.000 mình mua đúng có 200.000 à. Dạ. Đắt lắm. Này chị ấy là toàn đồ sạch, đồ mới tinh nè. Mới tinh hả? Dạ, đồ Tết thì tiếp nè. Đồ mặc Tết chứ. Với lại tí này xuống em lấy ôi trời đẹp đẹp rất trời. À, anh đồ xịn đây chứ. Đồ Tết vô đi thấy. Đồ xịn mà sạch. Nên đây mấy bạn hạnh mặc cũng vừa nè. Em mặc vừa vậy. Em mặc vừa đó, em đưa bạn hạnh mặc thử đồ. Đồ như này này. Đẹp không mà. Có mặc không thôi. Quần nhỏ nhỏ. Ok, hôm nay đi. Anh tính ra tủ đi. À đi nghe. Đi Thái đi anh yên tâm đi. Em lần đi may mắn nha. Ờ rồi, may mắn. Không bị lót nữa đúng không? Tay tay cũng còn sẹo nè. Thấy rồi mình đi đỡ là chân đỡ đỡ. Nghe, bye bye. À, nghe. Bye Thảo nghe. Trời cho đi chắc nhớ lắm mày. Chắc mình bưng lên xe xong rồi mình lên nó mình phân ra sau đi. Chứ còn giờ mà phân ở đây là lên xe là không ấy rồi, không tan nữa. Nên nhờ chị xem. Dầu này à, hôm nay thì mình đi là có một tí cá khô này, một phần quà là rau dầu ăn này, rồi xúc xích hai phần này đó, rồi nước mắm này. Ơi cái bánh đó con, bánh đó con, hả? Bánh đã đi cứu chợ đó, cứu chợ nghe. Đây là bột ngọt này, một chai nước mắm, một chai dầu. Rồi một thùng mì tôm đó, bởi vì bà con năm nay thì có gạo rồi đó anh thấy, nên là mình không có phát cho bà con gạo. Năm nay thì không có bị sạt lở nhiều, không có bị lũ như năm ngoái. Có lại đây là quần áo, 100 bộ quần áo, 100 bộ quần áo của cô Lan đây, thấy cô Lan đây, quần áo mới đây hôm nay, với lại 20 bịch kẹo cô gửi này. Ở đây là quần áo này, cô của chị cũng nhiều lắm. Ở thấy rồi, còn ở đây nữa anh thấy rồi. Còn có một chị ở Đà Nẵng mình nữa này, có tặng gạo thêm nữa đây, với lại một chai dầu phục này. Rồi quần áo này có mới luôn đó. Ôi trời. Với lại có một cô Hương ở Mỹ, cũng gửi cho Hải tiền đây, 1,5 triệu để mua kẹo
kẹo bánh các cháu đây. Đó, rất là nhiều luôn. Ơi. Ba, mình đem, đúng rồi, mình đem lên dàn đi thôi. À, tí lên xe xếp lại. Hả? Xếp đồ lên xe lại. Xếp lại. Ơi. À, kẹo đó con. Kẹo luôn. Kẹo. 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 À, đem lên cho anh chị đúng không? Hả? Lên cho anh chị hả? Cái này mình đem ra. Mình đem mấy cái nặng nặng ra trước. Ôi, 80 xuất quà này là của cô Lệ Nguyễn và bạn của cô. À, có gì hãy sẽ để trên video này. Và của cô Hải Hồ ở Úc là 5 triệu này. Và cô Hảo ở Sài Gòn là 1 triệu. À, mỗi phần quà này là trị giá là 300 ngàn quý vị ạ. Này là 80 xuất. Chia sẻ rồi bưng cua bưng lên chứ không kịp rồi. Đấy. Đã đời luôn. Rồi đánh mất hoàng rồi. Quá sâu, rau sâu thật, nhìn nó kim nó ngầm quá thằng này chứ không lông lông á chị nghe. Nắng quá vận khí điều hòa sơ thôi làm sâu quá. Đâu Thái à? Đây nhà, nhà bà con phát quà là phải test cho nó kỹ, còn lỡ như anh em có việc gì thì nó không có bệnh viện cầm xá nữa, khổ. Mắt luôn. Thôi. Mà chờ kết quả rồi chúng ta đi thôi. Có kết quả rồi. Âm tính hết nhỉ? Em thấy có coi giấy em coi mấy tờ này. Ôi trời âm tính rồi. Bình tĩnh, âm tính rồi mới giống lên chứ còn không thôi. Có anh Hải. Ờ, ok. Nên tiền thối chưa? À, chưa lấy tiền nữa chứ. Hôm nay đi thời tiết rất là đẹp ha. Nắng mà lạnh, nắng mà lạnh luôn. Giờ thấy Covid xong rồi yên tâm quá vậy. Nhẹ hết người à. Thấy nhẹ hết người à. Mà còn đi đâu? Dạ. Thấy thấy hôm nay hát bài đi thấy. Lối xe. Xong bây giờ cô bác chị mới gọi quá đẹp này, cảnh đẹp như mơ á. Lâu lắm rồi mình mới đi có cái chuyến mà nắng anh Hoàng này. Lâu rồi đó. Lâu lắm rồi đó. Từ bữa thấy nóng. Hôm nay có thấy luôn á. Tiếng này tiếng trời xuân rồi đây.
cạnh cạnh xuống. Đây thì cũng cảm ơn cô Lê Nguyễn đã gửi 60 xuất quà đến với lại bà con đồng bào, và mỗi xuất là trị giá là 300.000. Quá tuyệt vời luôn. Có cô Hải Hồ ở Úc là 5 triệu, cô Thảo ở Sài Gòn là 1 triệu. Hai cô thì mua được 20 xuất nữa, tổng là 80 xuất. Cùng với đó là có cô Hương ở Mỹ là gửi kẹo 1 triệu rưỡi hãy mua, rất là nhiều. Và có cô Lan ở Đà Nẵng là 100 bộ đồ của trẻ em, kẹo nữa, 20 gói kẹo. Với lại chị gì bữa đó, hoặc cô gì bữa đó mà một xe quần áo luôn, cô gì gần, anh còn nhớ không? Cô Nguyễn Quyền, cô Chính Nguyễn Quyền. Ba Chính Nguyễn Quyền đó, rất là nhiều quần áo luôn. Và cũng có chị ở đường Trần Cô Văn, cũng nhiều cô gửi quá là cô không nhớ tay nổi. Cũng có quần áo rồi cũng nhiều cô bác anh chị. Quần áo mùa này là quý lắm. Quần áo mùa này quý lắm. Ở đây thì bữa nay là lạnh, nắng được mua mấy ngày là lạnh ghê lắm. Ngày mai thì bên em phát quà cho bà con. Cảm ơn, và đặc biệt là có anh Thái này, có anh Hoàng đồng hành để mà hàng trăm cây số chứ gì? Gần 200 chứ quá. 200 cây số. Đây sáng giờ mà cũng chưa tới đâu ấy. Tập 90 cây số đó. Cũng có bữa nay đến Tết thì cũng có chắc cũng một hai đợt nữa, cố gắng là cũng đi nhiều nhiều để cho bà con có cái Tết. Chở là đầy xe luôn quý vị ơi, full xe luôn, quần áo nhiều, quà mì tôm mua nhiều, cá khô vẫn ngon kìa. Cá khô đồ ăn Tết giá trị, cá khô ngon vậy mình thấy cũng giá trị, cá khô xúc xích. Thái có trả lời gì không? Ơn dạ thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc các cô chú anh chị ở trong và ngoài nước gần đến một mùa xuân mới, năm mới chúc thật dồi dào sức khỏe. Để giúp đỡ bà con này, là để cho anh em một con đồng hành cùng ạ. Hồ đang lấy xe để cho tập trung. Nó chẳng rớt đồ sao ấy. Còn có anh Hoàng là một cái cầu nối đó thì anh Hoàng cũng chia sẻ kết nối cũng rất là nhiều hoàn cảnh ở đây này. Anh Hoàng thì đi cũng thường xuyên quý vị. Hải thì cũng đi ở mọi nơi mọi chỗ. Có anh Hoàng thì cũng hay đi lên Tây Giang đi bà con thì rất là nhiều. Còn có giúp cho bà con đầu ra giống như là trồng rau sạch này, rồi rất là nhiều thứ quý vị ạ. Lên có nông trại rất là lớn cái này, là giới thiệu cho cô bác anh chị ủng hộ cái đầu ra giúp cho anh Hoàng này. Rau bảo đảm sạch luôn. Rau sạch này, rồi có đậu gì nữa đúng không? Đậu các loại, rồi gạo. Dạ dạ. Dạ. Sau này sẽ cung ứng ra thị trường. Cung ứng thị trường. Cung cấp cho các tỉnh ở miền Trung, giúp cho bà con có cái đầu ra, cái sinh kế, là chương trình sinh kế lâu dài. Nói chung là quà thì Tết thì mình phát thôi, chứ mình cũng hy vọng rằng là bà con sau này là không cần mình phát quà nữa. Mình làm cũng cái cần cho bà con đi câu luôn. Dạ. Nếu không có trồng cá thì mới cho cá rồi. Nhưng mà đây cho cá nó hơi nhiều đấy nghe. Rồi thì cũng lên đường, cũng vài tiếng nữa là tới thôi. Cảm ơn cô bác rất là nhiều, chắc ấy cũng sẽ chia sẻ cái video sau quý vị ơi. Video này chắc cũng hơi dài. Thì kết thúc video tại đây ạ.